Hello, xin chào cả nhà. Em Hiền xin chào các chị. Hello, xin chào cả nhà, xin chào các chị. Buổi tối ngày hôm qua thì em Hiền mới lên được có 2 phút thì em Hiền đã phải tắt like ngay rồi. Áo mặc với Maxi đi chị yêu, áo với mặc với Maxi hả? Maxi này mặc áo quay đúng không? Em Hiền có chị yêu nhá. Em Hiền xin chào các chị. Nên các chị ơi, ngày hôm qua thì rất là xin lỗi các chị, là hứa các chị là buổi tối ngày hôm qua em Hiền lên, nhưng mà vì do có chút trục trặc một tí xíu lên được có 2 phút đã phải tắt like ngay rồi. Bà mẹ Hiền sẽ nên hơi khổ một tí xíu đi, hy vọng các chị thông cảm cho em Hiền. Và buổi trưa ngày hôm nay thì em Hiền sẽ like đến 2 giờ chiều là mình sẽ kết thúc like. Và buổi trưa ngày hôm nay thì em Hiền sẽ lên cho các chị rất là nhiều mẫu hàng sale. Thực ra là bây giờ hàng vẫn đang về rất là ít đấy cả nhà, vậy nên là hàng của em Hiền thì số lượng nó còn rất là tí tẹo thôi, nó đang bị lẻ sai rất là nhiều, thế nên là tranh thủ như vậy thì em Hiền sẽ sale các chị rất là nhiều mã giảm giá kịch liệt cho các chị yêu nhá. Và có rất là nhiều mẫu thì em Hiền đang có nghĩa là đang dọn kho và sẽ không về hàng nữa. Thế nên là bác nào thích cái mẫu gì mình phải chốt thật là nhanh cho em Hiền. Áo em Hiền đang mặc rất là áo này là một em áo nâng đẩy rất là xinh nha các chị yêu nhá. Em Hiền sẽ bắt đầu lên ngay. Và ngày hôm nay thì em Hiền có mấy mã quần cực phẩm luôn đấy cả nhà ơi, mấy mã quần rất là xinh luôn. Thì em Hiền sẽ bắt đầu lên like ngay bây giờ. Quần lót bây giờ em Hiền còn rất là ít nhá. Nhà em Hiền đâu đó còn khoảng chục mã quần lót thôi. Có mẫu nào để mặc với mày váy maxi mặc khoét lưng không? Em Hiền có đấy chị yêu ạ. Tối ngày hôm qua em lên Facebook ấy, nó rất là đẹp, nhưng mà chắc là chắc là hết hàng rồi. Hôm qua lên được có 2 phút thôi mà hết sạch Facebook. Về số lượng nó rất là ít. mút vừa trắng bạc kem size 34, đặt hàng không điện thoại. Chơi bên em có gọi điện nhưng mà có thể là mình không có nghe máy thôi. Thế nên là mình để lại đúng số điện thoại cho em, hoặc là nếu như mà bên em mà có gọi điện cho khách, bên em có gọi điện cho khách mà khách không nghe thì bên em sẽ còn nhắn tin cho khách đấy ạ. Để em kiểm tra đơn hàng của bác xem nào. Đâu có đâu nhỉ? Đâu em thấy là em bác ơi, bác kiểm tra trong inbox của em thì nhá. Nhưng bên nhà em có nhắn tin, nếu như mà đơn nào mà các bạn ấy gọi điện cho mình, chị gửi cái quần nịt bụng nhé, gửi chị cái quần nịt bụng. Dạ vâng, ok chị, quần nịt bụng em Hiền có 2 mẫu thì không biết là bác hỏi mẫu nào. Rồi ok các bác ơi, em Hiền lên sản phẩm đầu tiên. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã S26 và để lại số điện thoại cho em. S26 và để lại số điện thoại nhé cả nhà nhá. Áo đang mặc là đệm dày 3 phân và rất là nâng ngực. Con áo này các chị ngực bé mặc lên sẽ rất là nâng, có gọn và đệm dày. Mặc cho em những cái dáng này thì nó sẽ rất là ôm ngực và nó sẽ không bị bửa nhé cả nhà nhá. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã S26 và để lại số điện thoại. Và hiện tại em Hiền đang còn 3 màu này. Em có màu đen, màu đỏ và màu trắng. Và giá của nó chỉ có 290k trong một set thôi. S26 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. S26 và để lại số điện thoại cho em. Cái mẫu này nâng đẩy lắm. Các chị ngực bé thì nên tham khảo sang loại này nhá. Và các bác nào mà hay mặc cho em những cái áo mỏng mỏng ở bên ngoài đó, cái áo mỏng mỏng bên ngoài mà mình có thể là mình nhìn xuyên thấu bên trong, thì cái mẫu này lên rất là xinh. Bởi vì em Hiền đã mặc rồi. S26 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 290.000, bao gồm là một quần và một áo. Và cái dòng này của em thì nó là đệm dày 3 phân, nó rất là nâng ngực luôn. Đối với cái dòng này thì mặc lên cực kỳ nâng luôn đó cả nhà. S26 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 290.000, bao gồm là một quần và một áo. Rồi các bác ơi, em Hiền lên cho các chị con quần lót này. Con quần này là em bị hoàn về mất 10 cái. Quần lót này, đây là một con quần lót thông hơi nhá cả nhà nhá. Đai 25 xương của em Hiền là 359.000 một đai nhá người đẹp ơi. Đai thì buổi trưa thì em Hiền sẽ không lên đai. Nên là người nếu như người đẹp chốt đai thì người đẹp comment của em Hiền là đai và để lại số điện thoại nhân viên nhà em. Các bạn sẽ inbox và chốt đơn cho mình nhá. Rồi mẫu tiếp theo các bác ơi, con này comment của em Hiền nó sẽ là mã xả 1 và để lại số điện thoại cho em Hiền. Xả 1 và để lại số điện thoại. Con quần này em còn đúng 10 quần và em sẽ chia ra làm 2 set cho bác comment nhanh nhất cho em Hiền. Quần này em tặng các chị với giá là 175.000 năm quần. Giá cũ của con này là 45.000 một quần. Tưởng không gọng, cái này là có gọng nhé người đẹp nhé. Không gọng em có nhiều con xinh lắm. Chị đã chốt S17 nhà em chưa? Quần này là quần gen thông hơi các chị ơi. Có loại nào nâng đẩy để mặc với áo dài không? Em có chứ chị. Comment hãy em Hiền là xả 1 và để lại số điện thoại cho em. Xả 1 và để lại số điện thoại cho em. Em còn đúng 2 set cuối cùng, 175.000 năm quần. Quần gen thông hơi. Quần này siêu đẹp, em Hiền hết hàng nha. Còn đúng 2 set thôi là hết sạch luôn. 175.000 cho 5 quần. Rồi mã tiếp. Mã thứ 2. Mã thứ 2, cái mã này. Các chị ơi,
Mã này chị nào mua quần chị nào mua quần Q40 nhà em chưa? Bác nào đã mua quần Q40 nhà em chưa? Cái này em bị hoàn về đúng 3 quần. Đúng 3 quần rất là đẹp. Đây hai con màu đen và một con màu hồng hồng như thế này. Quần này là 100, hôm qua có cái hộp gì đấy hết. Xử nó rồi, chị bé kẹo đi Tí ơi. Hết rồi. Hôm qua lên like được đúng 2 phút chưa kịp like gì đã hết sạch luôn rồi. Cái này comment thì em là Q40 và để lại số điện thoại 115.000 cho 3 quần. Quần này thì rất là mát rồi. Con quần này ưu tiên chốt cho bác nào đã mua hàng nhà em rồi, bác nào đã mua quần Q40 rồi. Quần này rất là mềm nhá, 115.000 cho 3 quần, còn đúng 3 quần thôi là hết sạch luôn. Quần này em hiện hết hàng từ Tết đến bây giờ chưa về được hàng luôn á. Bác nào xem like thì cho em xin một nút thả tim nha. Q40 và để lại số điện thoại cho em ạ, 115.000 cho 3 quần, 50 cân đến 65 cân là các chị mặc vừa, chất thun lạnh nó rất là mát. Quần này thì em bán không biết là số lượng bao nhiêu, về gọi là đến N lần rồi ấy cả nhà. Q40 và để lại số điện thoại cho em. Chị ơi có áo nào không gọng mà nâng ngực không? Áo không gọng mà nâng ngực em thì có rất là nhiều nhá. Em cảm ơn chị Phan Hải Lý rất là nhiều, em toàn khách hàng trung thành thôi đây này. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều. Q40 và để lại số điện thoại giúp em. Em còn đúng 3 quần thôi là hết hàng. Cái này em bị hoàn về trước không, nếu không em để lại em mặc các bác ơi. Q40 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Rồi bây giờ em nhìn lên áo đẹp dày nhưng mà không có gọng đúng không ạ? Áo bản to đi, ok em Hiền có áo bản to. Áo này comment cho em nhìn là S26 và để lại số điện thoại giúp em. Áo nào mà không có gọng mà mặc cái áo dài thì em Hiền sẽ hốt đầu tiên là con C12. Cái mẫu này lên quá nhiều rồi nhưng mà ngại quá vẫn phải lên cho các chị. Áo này em Hiền đang xả các chị ơi. Q40 này nó thích hơn quần beo mới dạ vâng đúng rồi, cái này đúng là kiểu siêu phẩm đấy chị. Con quần Q40 này là siêu phẩm đấy. Em còn đúng 3 quần thôi, bác nào không chốt thì tiếc lắm. Mà cái loại này về bây giờ rất là lâu, các bác cũng biết là bây giờ nếu như mà bác mà hay xem Facebook hay xem thông tin ấy, thì các bác biết là bây giờ Trung Quốc nó vẫn đang rất là dịch, rất là căng. Vậy nên là để mà nói là có hàng về rất là khó ấy. Cái mẫu này em từ Tết đến giờ là em không có hàng bán. Và cái đây là em bị khách hoàn về. Các bác bây giờ đặt hàng từ trong Tết về bây giờ hàng mới hoàn về. Hay mọi người nói là tại sao mà shop cứ yêu cầu chuyển khoản trước, hay tại sao mà shop cứ kiểu khó khăn không bán hàng thì thôi. Thực sự các bác biết là những cái khách mà bị gọi là báo xấu ấy cả nhà, nên em thì sẽ yêu cầu chuyển khoản. Các bác biết không ạ? Hàng của em chốt thì con quần Q40 này từ Tết trừ trước Tết nhá. Bây giờ hàng mới hoàn về. Đom hàng đến bây giờ hàng mới hoàn về các bác. Còn gì còn đâu nữa mà bán nữa các bác. Ok chưa? Em Hiền qua mã này. Q40 và để lại số điện thoại cho em. Em hết hàng rồi các bác nha. Rồi mẫu tiếp theo comment thì em Hiền là C12 và để lại số điện thoại cho em. Bây giờ hàng gọi là khan hiếm vô cùng luôn. Áo này của em Hiền là áo đúc nha các bác nhá. Đây là một em áo đúc chất liệu là cao su. Em xin lỗi. Áo này là chất liệu là cao su non. Đó, nó rất là mềm, không phải áo đúc. Áo này là chất liệu là cao su non. Đệm dày của nó là đệm dày 4 phân, không có gọng. Và mút của nó là mút rất là dày. Và áo này cũng là một em áo không có đường may. Dạ 115.000 cho 3 quần. Em còn đúng một set, em bán hết rồi bác ơi. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã C12 và để lại số điện thoại cho em. Em còn có 4 màu này thôi. Số lượng nó con đang bị lẻ màu lẻ sai đấy cả nhà. Số lượng nó rất là ít, rất là nâng đẩy luôn. Áo này nha, các chị mặc áo dài cho em, mặc áo sơ mi cho em, mặc những áo mỏng nó sẽ không bị lộ viền tí xíu nào cả. Mà cái form áo này thẳng lên nó mát, nó nhẹ tênh luôn đó cả nhà. Quay mới giặt cho em Hiền thoải mái, em Hiền bảo hành các chị giặt mới giặt 1 năm trời. Cái form nó không bị gãy, nó không bị hỏng form. Ngực chị nhỏ, chị ơi ngực nhỏ mặc C12 là rất là đẹp. Áo này mặc đẹp lắm luôn, em đang mặc luôn. Em cảm ơn chị Thu Mon rất là nhiều, con áo này mặc đẹp đúng không chị? Có 139k một áo thôi. Comment thì em Hiền là C12 và để lại số điện thoại nhá. Em có màu đen là 1 này, màu hồng là 2, màu xanh là 3, 139k. Các chị ạ, có 139k các chị mua hả, trải nghiệm thử đi. Để gọi là em tin chắc rằng em phải nói tự tin rằng khách hàng mua áo lót nhà em gọi là mua chất lượng chứ không phải là chứ phải là form mua kiểu mua mẫu thôi các bác nha. 139k một áo. Áo này mà không nâng đẩy này, mặc nó bị hỏng form, em cho hoàn hàng về luôn. 139k một áo C12 và để lại số điện thoại. Các bác ngắm hộ em Hiền cái form áo nhá. Em có màu đen là 1 này, màu hồng là 2, màu xanh là 3 và màu này của em Hiền nó là màu ghi. Không đứng may là mặc nó sẽ rất là mát. Và cái dòng này kiểu mình sờ biết cái chất nó mát lịm nữa cả nhà. 139k một áo ạ. C12 và để lại số điện thoại cho em. Áo bản to đúng không chị? Áo bản to em Hiền có mẫu này nhưng mà bây giờ đây áo bản to. Áo bản to ghen lưng ghen mớ nách thì em Hiền có cái mã này này chị này. Ghen lưng ghen mớ nách mặc rất là đẹp này, siêu phẩm luôn. Em cho các chị xem mã này, rất là xinh. C12 không có màu nút nào, em hết hàng rồi chị Thanh Thảo ơi. Hiện tại nó đang bị hết hàng cái màu nút đấy nhá. Cái màu kem nó đang bị hết hàng. Có 139k một áo thôi mà các bác không chốt thì chốt cái gì các chị ơi. Xinh lắm, xịn lắm luôn á.
nhau nha. À C33 em còn chứ? C33 em còn nhá. Tiếp theo, comment thì em nhìn là V19 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một em áo bản to rất là đẹp. Con này gọi là hàng best seller nhà em. Bản to, ghen lưng, ghen mơ nách. Và cái dòng này này mặc rất là gọn luôn. Và bác nào mà thích kiểu khoe ngực nhiều ấy, thích kiểu hở ngực nhiều, bởi vì đây là dáng lửa quả. Và cái quan trọng là áo này các chị có thể mặc quay cho em. Mua áo này mặc quay rất là xịn luôn đấy cả nhà. Mà con áo nó sẽ không bị tụt. Lấy thì comment hẹn em thì là V19 và để lại số điện thoại. Em vẫn chỉ còn 34 và 36 thôi. Hiện tại đang bị hết mất size 58. V19 và để lại số điện thoại cho em. Em cho các chị xem màu của con này nhá. Con này đúng là kiểu siêu phẩm luôn á. Bác nào mà mình có mỡ lưng nhiều hay là kiểu có mỡ nách ấy, hay là mình đang tìm áo quay mà không tìm được áo quay nào mặc, bởi vì đa số các chị mặc áo quay nó sẽ bị tụt đúng không? Các chị mặc áo quay này cho em nó rất là chắc luôn. Vì áo này của em thì nó sẽ có ở áo nó có một cái đường keo như thế này này cả nhà. Có cái đường keo này này. Mặc lên nó sẽ có cái độ gọi là sao ta? Nó kiểu như có độ ma sát đấy cả nhà. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã V19 và để lại số điện thoại cho em ạ. À, em hiền thì hiện tại em hiền đang mặc size 34 nhá cả nhà nhá. Comment thì em hiền nó sẽ là ô các bác đợi em xíu này. Từ nãy giờ comment nó không nhảy comment này. Sao máy em nó bị đâu các chị ơi? Từ nãy giờ em không đọc được comment của các bác. Đợi em một xíu nha. Ở đây. Comment thì em hiền nó sẽ là mã V19 và để lại số điện thoại, bây giờ lại bị ẩn comment rồi. Đợi em một tí nha. Ồ đúng rồi. Em đang mặc là mặc size 34 nha các bác nhá. Em đang mặc size 34, số đo vòng 1 của em hiện là 80. Cái này comment thì em hiện là V19 và để lại số điện thoại cho em. Các chị ạ, bỏ dây áo ra mặc quay đỉnh của chóp luôn. Em có màu đen là 1, màu hồng là 2, màu trắng là 3 và màu đỏ là 4 á. 260.000 bao gồm là một quần và một áo. Cái dòng này nó rất là nâng nhá cả nhà nhá. Mặc lên ôm ngực lắm, nâng ngực lắm ạ. Cái này thì được thuộc dạng là mút mỏng nhưng nâng đẩy. Đối với dòng quả ngang và dòng nửa quả thì chỉ cần mỏng thôi là rất là ôm luôn. Em nhìn có một em áo này mỏng nhưng mà mặc lên cực kỳ tạo khe luôn. Đợi em một tí xíu nhá. Comment thì em nhìn là V19 và để lại số điện thoại cho em nhìn ạ. 260.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. Đây em nhìn đây con C33 chị nào yêu cầu đây. C33 sẽ mặc cái màu tím tím đấy. Cái màu này đẹp quá trời đẹp luôn. Đây em sẽ duyệt cho các chị xem cái con C33 này. Đó mặc mát lắm nhé. Đây là C33 là em áo gọi là rất là mát, mát nhất trong tất cả các mẫu áo của nhà em hiền con, giống như kiểu áo điều hòa vậy đấy cả nhà. Ở em nha. Rồi tiếp theo này. Ôi cái màu tím này tôm ra ghê. Màu tím này đẹp ghê. Em không nghĩ là màu tím này đẹp như vậy đâu các chị ơi. Comment hãy em nhìn nó sẽ là mã C33 và để lại số điện thoại cho em. C33 và để lại số điện thoại. Một cái form áo này. Các bác ngắm hãy em nhìn cái form áo nhá. Đệm em này là mút mỏng thôi, nó có một lớp mút rất là mỏng thôi. Áo này cũng không gọng và không có đường may luôn. Rất là mát, mặc thì nó ôm ngực nhá, chống chảy xệ. Bác nào mà đang bầu bí này, hay đang cho em bé ti này, hay là muốn tìm áo lót để mặc đi thể thao đó, thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhất giúp em. Comment này em thì là C33 và để lại số điện thoại cho em. Ngực bé các chị cũng mặc được, nhưng mà nó chỉ ôm ngực và nó chống chảy xệ thôi, chứ nó không có độ nâng đẩy nhá. Comment này em thì là C33 và để lại số điện thoại này. Em có màu đen là 1 này, em có màu xanh là 2 này. Màu này cái màu em còn màu xanh ngọc nó còn vài con thôi. Màu này nó sẽ là màu nâu này và màu này nó sẽ là màu kem sáng này. 150.000 trong một áo. Đây là cái giá mà em giảm rất là tốt vào con áo đấy. Hiện tại em thì đang hết size 38. Em chỉ còn size 34 và 36 thôi. Anh Kiều tư vấn cho em che khuyết điểm mỡ nách và mỡ lưng. Trời ơi, em vừa mới lên con V19 chị nghe em chốt con V19 đây, con đấy là đẹp nhất luôn đó chị. V19. Em vừa mới mặc xong. Chị cứ nghe em, chị lấy con V19 này đi. Con này mặc lên rất là nâng nhá. Nó vừa nâng ngực này, bản áo to này, ghen lưng, ghen mơ nách thì tuyệt vời luôn đó cả nhà. 260.000 chị lấy con này đi. Không phải lấy con nào khác ngoài con này. Con này là đẹp nhất luôn đó chị. Phù hợp với cái tiêu chí mà chị yêu cầu. Ok chưa ạ? Comment thì em nhìn là C33 và để lại số điện thoại cho em nhìn ạ. Xem set này màu đen mình comment mã đơn hàng để lại số điện thoại cho em nhìn nha các bác nhá. Mã này comment hãy em nhìn là C33 và để lại số điện thoại. Màu đen là 1, màu xanh rêu là 2, xanh kiểu xanh lá là 2 này, màu xanh ngọc là 3 này, màu nâu này, màu kem này,
Và màu này của em thì nó sẽ là màu tím nhá, 150.000 cho một áo C33, và để lại số điện thoại cho em hiền. Ok, em qua mã đi ạ. Em lên thêm cho các bác một em áo gọi là dáng quảng ngang nhé cả nhà nhá. Lên quần đi hả? Áo mặc mùa hè các bác. Con áo này lên mẫu quần lót lưới phía sau họ tiếp đeo đi. Quần lót lưới phía sau họ tiếp đeo là quần nào nhỉ? Quần lót lưới phía sau họ tiếp đeo là quần nào bác nhỉ? C5 hút bao nhiêu phân? C5 à? C5 em làm gì có mã nào C5 đâu nhỉ? Em chỉ có mã V5 thôi chứ nhỉ? C33 và để lại số điện thoại. À, áo nào mặc che khuyết điểm khi mặc ghen? Chị cứ mặc cho em những cái áo bản to ấy. C33 của em thì là đệm mỏng nhé chị yêu nhé. Con này mặc mát đây. Lên xếp quần lưng cao à? Em có cái con quần này lưng cao, cặp cao này, ghen lưng này, ghen mỡ bụng các thứ rất là gọn này, mà chất liệu là cốt tông này. Bây giờ em cũng rất là hiểu các bác là những bác nào mình có mỡ bụng một tí xíu, các bác mặc váy thì bây giờ mùa hè rồi, ví dụ mùa đông thì mình có thể mặc dày dày một tí xíu, nhưng mùa hè rồi thì nên lấy cho em một là đúc, hai là quần cốt tông. Đối với cái dòng mà quần ghen em hiện chỉ về đúng hai loại này, không bao giờ về thêm cái loại thứ ba. Nghĩa là em có cái loại này rất là đẹp này, cặp cao này, ghen bụng này, ghen mỡ nách này, mà nó cũng tẩy mông, trông mông mình khá là tròn, mặc lên nó rất là ôm người và gọn người luôn đó cả nhà. Quần này là Q16 nha các bác nhá. Cặp cao, viền quần là viền đúc này. Khi các bác mặc cái loại viền này cho em, nó sẽ không bị bó đùi, nó không bị khó chịu một tí xíu nào cả. Lót lót bên trong nó rất là xịn luôn, cốt tông 100%, rất là xịn nha các bác nhá. Quần này thì cặp cao, cao qua rốn luôn á. Nên là bác nào mà muốn mặc gọn ấy, cứ nghĩa là giảm cả cái vòng hai, mặc cái mông của mình nó đẩy tròn lên rất là nhiều, thì các bác nên nghe em. Giá thành em sẽ giảm cho các chị một tí xíu. Comment thì em nhìn là mã Q16 và để lại số điện thoại cho em hiền. 200.000 cho 4 quần, có nghĩa là 50.000 một quần. Nhưng các chị ơi, 50.000 một quần các chị nhận hàng về mặc lên cái dáng nó rất là đẹp và nó gọn người. Và quan trọng là nó là mùa hè rồi, nên là mình mặc cái quần này cho em nó sẽ thấm hút mồ hôi, rất là đẹp nhá. Comment thì em nhìn là Q16 và để lại số điện thoại cho em. 48 cân đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa được cái form quần này. Các chị ơi, bác nào mà có mỡ bụng một tí xíu thì nghe em lấy con quần này đi. Em có áo cài trước ngực không? Em nhìn có để em một tí xíu nhá. Comment thì em nhìn là Q16, quần cặp cao, cốt tông, rất là ôm bụng, ghen bụng nhiều nha các bác nha. 200.000 cho 4 quần, có nghĩa là nó có 50.000 một quần thôi. Nhưng mà các chị ơi, mặc ghen ra ghen, gọn ra gọn luôn. Và quan trọng là nó phải thoải mái, nó không bị khó chịu. Q16 và để lại số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? Em nhìn qua mã quần khác nha. Còn các chị mà lấy quần ghen dạng đúc em nhìn có, còn đây là kiểu quần lót ấy, dạng như là quần lót ghen nó khác mà quần ghen nó khác nhé cả nhà nhá. Q16 và để lại số điện thoại cho em là 200.000 cho 4 quần, nghĩa là rơi vào con 50.000 một quần thôi. Rồi mẫu tiếp theo này, comment thì em nhìn nó sẽ là mã C10 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một em áo mà mấy ngày hôm nay các chị hỏi quá trời hỏi luôn, hỏi nhiều ơi là nhiều luôn, mà em nhân viên nhà em các bạn ấy chưa kịp trả lời hết comment của các bác nữa. Đây là một con áo mỏng nhá, mỏng nhưng tạo khe gọi là vô địch luôn, tạo khe gọi là vô đối luôn. Tức là chị nào mà ngực bị bè sang hai bên này, hay là khe ngực của mình không có này, hay là mình muốn tìm áo để mặc quây mặc hai dây cho em thì phải chốt ngay của em nhìn con áo này. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C10 và để lại số điện thoại cho em. Siêu đẩy và siêu tạo khe các chị ơi, mỏng rất là đẹp nhá. Em hiện đang còn 4 màu như này, màu kem là 1, màu đen là 2, màu cam là 3 và màu hồng là 4. Comment thì em nhìn là C10 và để lại số điện thoại. Áo này các chị đối dòng quả ngang này các chị mặc quây thoải mái luôn nhá. Dòng quả ngang mặc quây nó sẽ không bao giờ tụt đâu cả nhà, cái form nó lên rất là chắc luôn. Và quan trọng là con này mặc lên chắc chắn sẽ có khe ngực và mặc lên nó rất là ôm luôn. C10 và để lại số điện thoại 260.000. Áo này em thì đang bán là 260.000, nhưng mà đối với các bác mà chốt đơn trên live buổi trưa này, em để các chị với giá là 199.000 một áo. Giá chỉ áp dụng trên live thôi các bác nhé. Comment thì em thì nó sẽ là mã C10 và để lại số điện thoại cho em hiện 3436 và 38. Áo này em thì đang có đủ size. Mẫu này là mẫu mới của năm nay đấy cả nhà. Màu kem này, màu đen này, màu cam này, và màu này của em thì nó sẽ là màu hồng. Comment thì em thì nó sẽ là mã C10 và để lại số điện thoại đây. Đây ạ, à, C10 kho áo lên không? Đẹp lắm cả nhà. Kho áo gọi là nét căng luôn á. C10 cho em. Cái điều khiển điều hòa nóng quá ta. C10 và để lại số điện thoại cho em ạ. Để em xíu nhá.
Ok, chị hãy xem 10 và để lại số điện thoại em cho các chị xem này. Lên áo mỏng, con này áo mỏng mà chị mỏng nhưng rất là nâng nhá. Xem 10 cho em 260 giảm cho các chị còn 199k. Màu cam, màu đen, màu kem và màu hồng như này. Xem 10 và để lại số điện thoại. Lên áo cài trước đợi em xíu nhá, em đến lên lốt con quần lót này. Em còn con quần lót cốt tông rất là xinh này. Quần này em chỉ còn đúng 15 cái thôi, là 3 set cuối cùng. Qua bên này em thì là xả 3 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em thì đang bán là 40.000 một quần, nhưng bây giờ em chỉ còn đúng 15 quần cuối cùng và không về hàng nữa. Em tặng các chị con quần này với cái giá là 150.000 cho 5 quần. 40 cân hay 62 cân các chị sẽ mặc vừa cái form này, mặc lên quần này nó rất là mát nhá. Quần cốt tông mà cạp thấp đấy cả nhà. Cạp nó không phải là cạp quá thấp nhưng mà viền quần nó là viền đúc. Em rất là thích, là mùa hè rất là thích mặc những loại quần cốt tông như này mà viền đúc á. Cái gì nhỉ? C15 mặc Q16 mặc rất là ôm bụng và gọn đẹp. Em cảm ơn rất là nhiều nhá. Rồi cái này comment nó không nhảy sao các bác? Vì sao vậy? Comment nó không nhảy comment vậy. Comment thì em thì nó sẽ là mã xả 3 và để lại số điện thoại cho em. 40.000 thì em giảm còn có 30.000 thôi, em còn 3 set cuối cùng. Ôi, cái máy này comment nó không nhảy là sao? Comment nó không nhảy là sao? Không có mạng luôn, nó chết dở rồi. Chết dở rồi. Ok chưa? Comment thì em thì nó sẽ là mã quy xả 3 và để lại số điện thoại cho em. Còn 3 set cuối cùng là hết sạch hàng luôn. Rồi tiếp tục, cái này em cũng còn có 3 set nữa thôi các chị ơi. Q78 và để lại số điện thoại cho em. Cũng còn 3 set 100, em tặng các chị con quần này giá là 160.000 năm quần. Quần này cũng bán là 45.000, em tặng các chị là 160.000 năm quần. Mã của nó là Q78 và để lại số điện thoại cho em. Q78 và để lại số điện thoại cho em các chị ơi. 160.000 năm quần. Em còn đúng 3 set cuối cùng cũng là hết sạch hàng luôn. Q78 nhá, là hết luôn đó cả nhà. Dưới 60 cân các chị sẽ mặc vừa được cái phong quần này. Ok chưa? Q78 và để lại số điện thoại gen. Lên áo không hút đợi em một tí xíu nhá. Có áo bra gen không xốp em hiền có này. Mẫu thứ hai có về hàng nữa không? Mẫu thứ hai là mẫu nào nhỉ? Có một vài mà em hết hàng là sẽ không về hàng nữa. Comment thì em thì là Q78. Xem lại mã xả 3, em hiền hết hàng xả 3 rồi người đẹp ơi, em chỉ còn 3 set thôi. Q78 và để lại số điện thoại này. Hay là do nó đang bị ẩn comment em không đọc được các cả nhà. 160.000 năm quần. 160.000 năm quần là em hết luôn. Rồi em còn một loại này nữa này. Cái này còn 2 set cuối cùng. Cái này còn 2 set thôi. Cái này là 42.000 một quần. Em tặng các chị con quần này. Bạn lên chậm lại xíu em xem không kịp. Xem không kịp hả? Tại vì nó số lượng nó ít quá. Em xin lỗi chị, em sẽ cố gắng lên chậm nhá. Rồi cái này comment thì em thì là tặng 1 và để lại số điện thoại cho em. Tặng 1 và để lại số điện thoại. Con quần này em còn có 2 hay 3 set nữa thôi là hết sạch hàng rồi. Em tặng các chị với giá là 140.000 năm quần. 140.000 năm quần. Bác nào có cân nặng dưới gọi là dưới 60 cân là mình sẽ mặc vừa cho em. Quần này là quần lưới nhưng mà chất của nó mềm lắm nhá cả nhà nhá. Quần này mặc lên rất là sexy, các chị mặc loại này cực kỳ thoải mái luôn. Tặng 1 và để lại số điện thoại. Sao con? Sao đây uống thuốc đi. Cái gì đấy? Sao lại ngậm miệng ấy? Nào, ngậm cái gì trong miệng đấy? Tặng 1 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 140.000 năm quần, thì ra nó chưa đến 30.000. Mẹ em bật điều hòa đóng cửa cho mẹ. Đây, em còn một cái con quần này nữa. Em còn một cái con quần gọi là giá rẻ hơn cả Shopee, rẻ hơn cả các shop người ta sale đến gọi là điều tụt nóc với chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ có giá như kiểu của nhà em. Cái mẫu này em hiện bán quá nhiều, bán cả năm nay rồi chứ không phải là bây giờ mới bán. Bây giờ là quần này nó sẽ có là size M này, size L này và size XL, nhưng em chỉ còn mỗi size L và size XL thôi, số lượng nó cũng không còn nhiều lắm. Em không thống kê là được bao nhiêu set nhưng mà em biết là số lượng nó rất là ít. Và đây là con quần nhá, cạp cao này, không đường may này. Mặc quần này sẽ không bị lộ viền. Bác nào có nhu cầu mua áo để mua quần để mặc về váy body và cũng đồ rất là mỏng thì các bác phải chốt sang cái con quần này cho em. Comment thì em mình là quần đúc và để lại số điện thoại. Quần này mặc rất là mát, co giãn. Các chị ơi mặc con quần thoải mái, quen với giặt cho em thoải mái cũng không bị hỏng form. Cái này em bảo hành luôn là không xù không bay luôn. Xù ba cho hoàn lại tiền được chưa? Chụp ảnh mà kêu là quần xù ba cho hoàn lại tiền luôn. Em tặng các chị con quần này giá là 130.000 cho 5 quần. Giá siêu tốt luôn, quần này các shop khác đang bán là 70.000 nhá. Em hiện bán là 130.000 5 quần gọi là phá giá luôn. Comment thì em thì là quần đúc và để lại số điện thoại giúp em. Em hiện lên nhanh quá.
Em xin lỗi các chị nhá. Comment hãy mình là quần đúc và để lại số điện thoại cho em mình ạ. Cạp cao này, không bị lộ viền này. Đó, quần này nó không bị lộ viền đâu các chị ơi, bởi vì nó không có đường may. Có 130.000 năm quần thôi. Và con quần này em chỉ còn size cho các chị là 48 cân cho đến 65 cân là mình mặc vừa. Dưới 48 cân thì vui lòng không chốt, bởi vì em nhìn hết cái size bé rồi. Đó, quần lót thì em nhìn có size, cái nào mặc vừa em nhìn nói vừa, cái nào không mặc vừa em nhìn nói không vừa ngay. Quần đúc và để lại số điện thoại nhá. Cạp cao rất là ôm bụng và ôm mông. 130.000 cho 5 quần, tính ra nó rơi vào có 26.000 một cái thôi. Giá nó rẻ bất ngờ luôn cả nhà em, thì có những size như này. Cạp cao rất là ôm bụng nha. Quần đúc và để lại số điện thoại cho em, được chưa ạ? Em nhìn qua mã đây ạ. Rồi tiếp theo này, cái áo của em thì đang mặc là không có gọng nhất cả nhà nhá. 199k cho một áo. Em nhìn qua mã đây ạ. Các chị muốn lên đệm dày hay là các chị muốn lên đệm mỏng, các chị có thể comment để em nhìn lên nhá. Và em nhìn sẽ lên mẫu cài trước cho các chị xem. Áo cài trước của nhà em, một cái phiên bản cài trước rất là nâng ngực, rất là sexy và siêu siêu nâng ngực. Dây áo cũng nhỏ và gọn. Đây, em cho các bác xem. Comment thì em thì nó sẽ là mã quần đúc và để lại số điện thoại cho em. Áo Brazen hả? Áo Brazen hết hàng làm gì còn đâu. Bra hết hàng rồi. Bra hết hàng rồi người đẹp ơi. Đợt này chả còn bra nào cả. Lên áo điểm mỏng hả chị? Thế em thì lên nốt con cài trước này nhá, vì mọi người hỏi cài trước quá trời hỏi luôn á. Các bác hỏi cài trước quá nhiều đây, sẽ lên cài trước trước nha. Đây, cài trước đây. Cài trước ý, thì cái ưu điểm của cài trước là rất là dễ mặc. Và thứ hai là muốn cởi ra rất là dễ. Dễ mặc dễ cởi. Và cái cài trước thì nó sẽ là đẩy ngực từ hai bên rất là nhiều. Vậy nên là cái dòng này mà chị nào ngực bé bé, ngực nhỏ nhỏ mà mình cứ như là mình muốn tạo khe cho cái khe ngực của mình nó nhiều hơn đó, và nó nâng đẩy, thì các bác nên tham khảo sang dòng này. Em thì hiện tại em chỉ có duy nhất một mã cài trước này đẹp nhất luôn đó, và em chỉ bán loại này thôi. Em chưa có về được loại nào xuất sắc hơn. Comment thì em thì là C50 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một cái phiên bản áo cài trước nhé cả nhà nhé. Con này là cài trước rất là xinh. Đó, comment thì em nhìn là C50. Chị nào ngực bé, áo này là của em thì là áo có gọng này. Các chị nhìn vào em thì cái dây áo nhá. Dây áo con này nó rất là thon, nó rất là nhỏ. Với là khi mà mình mặc lên, mình cảm giác nó không bị thô, không bị dày áo, cảm giác nó không bị nóng. Nhìn là muốn mặc ngay. Đó, dây áo rất là nhỏ và gọn luôn. Comment thì em nhìn là C50 và để lại số điện thoại cho em. C50 và để lại số điện thoại nhé. Em có màu nâu là 1 này, màu kem là 2 này, màu đen là 3 này, và màu đỏ là 4 này. C50 và để lại số điện thoại cho em. Em tặng các chị con áo này với giá là 145.000 cho một áo. Mút dính áo đi bơi, em hiền có đợi em một tí xíu nhá. Đệm con này này, các bác nhìn này, em thì cái quả đệm nó thiết kế rất là hay. Em chỉ có cái mỗi cái mã này là nó có cái đệm như này thôi, là cái quả mút nó nằm nghiêng ở hai bên để nó đẩy ngực nhiều hơn, và cái quả mút nó nằm ở dưới. Còn cái phần này này, nó rất là sâu và nó rất là mỏng, thì để nó ôm được cái đầu viền áo, chứ mà cái phần trên này nó bị dày, nó sẽ bị bửa ra ngoài. Con áo này rất là tinh tế nhá cả nhà nhá. Comment thì em thì là C50 và để lại số điện thoại cho em hiền ạ. C50 và để lại số điện thoại cho em. Véo gì thì kệ người ta. Hỏi làm cái gì, có mua không mà hỏi, có mua áo lót không mà hỏi. C50 và để lại số điện thoại cho em nhìn ạ. 145.000 cho một áo. Và em hiện đang có 4 màu này. Cái áo này rất là dễ mặc, dễ rất là dễ phối đồ nhá. Và em đảm bảo các chị là mặc sơ mi cho em, nó sẽ không lộ về một tí xíu nào cả. Bởi vì sao, các chị cứ nhìn được em nhìn cái quả áo này, cái chỗ phần trên này này nó rất là mỏng. Vậy nên nó sẽ ôm hết vào da như thế này, nó sẽ không bị bửa quả hay nó không bị có khe hở như các bác nhá. Comment hãy em là C50 và để lại số điện thoại cho mình ạ. 145k cho một áo. Rồi, nào bây giờ lên với con hàng mỏng mỏng. Các chị hỏi hàng dày của các chị à. Em sẽ lên con hàng mỏng nhé. Con này là S20. Con này là S bao nhiêu quên mất rồi này. Đây, lên hàng mỏng mỏng nhá. Hàng mỏng mỏng em có con này. Siêu phẩm này. Mỏng mỏng mà gọi là không gọng luôn đó cả nhà. Có loại nào dành cho ngực nhỏ không? Ngực nhỏ lấy ngay con này. Đó, ngực nhỏ lấy ngay con này cho em. Đây, rất là tạo khe các bác. Đây là dây áo em thì còn chưa kéo hết nhá. Rất là tạo khe luôn đó. Các bác cài trước cho em. Rất là nâng luôn, bỏ ra. Rồi lên con hàng mỏng nhá. Ngực bé mặc C50 là quá đỉnh luôn đó cả nhà. Em nhìn đang mặc C34. C
Số đo vòng 1 của em chỉ có 80 thôi các chị nha. Nếu như mà em mà không mặc áo lót thì số đo vòng 1 của em là rơi vào 79. Mặc áo lót kiểu như có một chút mút này rơi vào 80, 81, 82 gì đó, tùy theo cái đệm giày của nó nhé. Ok. Tiếp theo comment của em thì là S3 và để lại số điện thoại cho em. Mẫu này quá trời đẹp luôn, gen nó rất là xinh nhá cả nhà nhá. Con này sẽ dành cho những bác nào mình có loa to hay mình độ loa rồi, mình thích mặc sexy. Dòng này của em thì nó là dòng có gọng và nó không có mút. Comment của em thì là S3 và để lại số điện thoại giúp em. S3 cho em nha các bác nha. Và cái mẫu này chỉ đang có giá là 270.000, bao gồm là một quần và một áo. Em thì rơi bảng màu để cho các chị ngắm này. Em có màu trắng, có màu đỏ, có màu rêu và có màu đen. Các chị nhìn vào em cái màu rêu nhá. Đây em sẽ lấy một con mà nó không có mút để cho các chị hình dung. Cái áo này nó chỉ có một cái lớp ren thôi. Một lớp ren là một lớp lưới rất là mỏng thôi. Ok chưa? Con này, cái con cài trước nó là C50. Con này chỉ đang có giá là 145.000 cho một áo. Còn con này C50 của em là 145.000. Còn áo này, con bên này em nhìn là S3. Và để lại số điện thoại cho em nhìn ạ. 270.000 một quần và một áo giúp em. Lên quần đúng không ạ? Đợi em một tí xíu em nhìn lên quần nhá. S3 và để lại số điện thoại. À đây các chị ơi, cái này set này em còn có 1-2 set này. Cái này em còn có 1-2 set cũng rất là đẹp này. Cái này của em thì là có mút nó rất là mỏng nhá. Em cho các chị xem cái quả áo đây. Mút nó rất là mỏng thôi. Đây các bác ngắm này em nhìn, mỏng tang như này này. Đó, rất là mỏng và nó không có gọng luôn. Đó, bác nào thích cái dòng này không ạ? Có bác nào thích cái dòng này không ạ? Lên quần đợi em một tí xíu em sẽ lên quần nhá. Các chị có muốn mua quần ghen bụng không? Đây S1 và để lại số điện thoại gen. Cái dòng này thì mặc rất là mát rồi. Gen kiểu gen nó rất là mềm. Các chị đừng lo là gen nóng nhá. Nhà em đảm bảo các chị là gen nhà em khá là xịn luôn. Mặc cái là mình cảm thấy là mình sờ cái là mình muốn mặc luôn. Nó không có cảm giác bị ngứa đâu ạ. Cái này thì comment của em thì nó sẽ là mã S1 và để lại số điện thoại gen. Kết quả áo nó rất là ôm nhá. Áo gen xanh trên là mã bao nhiêu, áo gen xanh nào nhỉ? Comment của em thì là S1 và để lại số điện thoại gen hiện mã này. Ok chị ạ, mút nó rất là mỏng nhá cả nhà nhá. Và áo này thì em thì đang còn 3 màu. Em có màu cam, có màu trắng và có màu xanh. 270.000, bao gồm là một quần và một áo giúp em. Mã của nó là S1 và để lại số điện thoại. Cái quần nó rất là đẹp các chị ơi. Bác nào mà thực ra là thích cái kiểu mà có gọng, à không gọng mà cũng không mút thì tham khảo em nhìn S1 nhá cả nhà nhá. S1 và để lại số điện thoại cho em. S1 và để lại số điện thoại cho em ạ. Xem lại quần Q 16 đi mặc ôm bụng ạ. Cho em xem quần Q 16, Q 16 mặc của em là mặc cái loại mặc rất là ôm bụng, rất là nhàng. Ok chưa? Bây giờ em nhìn lên lại con Q 16 cho các chị ngắm nhá. Cho em xem lại Q 16 đây, đợi chị em nhìn lên các chị xem Q 16. Q 16 em đảm bảo các chị này mặc rất là gọn bụng luôn và chất liệu của nó là chất liệu cốt tông. Nên là khi các chị mặc cái loại quần này á, nó là cạp cao qua rốn, nó là qua rốn luôn. Nên là mặc nó sẽ gọn hết cái bụng dưới và gọn hết bụng trên luôn. Và viền quần nó là viền đúc như thế này. Quần cốt tông rất là xịn nhá. 200.000 cho 4 quần, có nghĩa là 50.000 một quần. Tiền nào của nấy các chị ơi, đẹp lồng lộn luôn đó cả nhà. Mã của nó là Q16 và để lại số điện thoại giúp em. 200.000 cho 4 quần. Bác nào cân nặng khoảng từ 48 đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa giúp em. Đây các chị xem lại của em nhìn Q 16 đây nhá. Quần này em nhìn có lên rồi đấy, bác đừng comment nữa. Đây ạ, Q 16. Q 16 và để lại số điện thoại cạp cao. Quần này là cạp cao qua rốn đâu đó ít nhất cũng phải tầm 5 phân, có nghĩa là từ rốn đây đúng không? Nó phải cao đến tận đây. Đó thì mặc cái loại này thì nó mới ôm được bụng các chị ơi. Còn là này rất là mềm nhá. Comment thì em nhìn là Q 16 và để lại số điện thoại giúp em. Ok chưa? Bây giờ em nhìn qua mã khác. Quần lót tiếp ạ, em còn loại này cũng rất là đẹp rồi các chị này. Em còn cái con quần này, comment thì em thì là Q36, quần gen nhá. Q36 và để lại số điện thoại gen, dưới 60 cân các chị mặc vừa. Cái gen này nó không làm các chị thất vọng, nó không làm các chị cảm thấy bị ngứa đâu. Lớp lót quần này, gen này siêu mềm luôn, loại này em cũng đang mặc. 40 cân đến 60 cân là các chị mặc vừa gen, 175.000 năm quần. Mã là Q36 và để lại số điện thoại. Q36 và để lại số điện thoại gen. Đây ạ. Gen này mềm lắm, mặc cái màu cũng rất là dễ mặc, rất là dễ phối đồ luôn á. Lên quần gen bụng nha, quần gen bụng đúng chị. Ok, quần gen bụng thì em có loại này nhá. Quần này comment của em thì là Q7. Quần lót gen bụng. Quần lót gen bụng đây ạ. Quần lót gen bụng của các bác đây. Rồi em xíu nha, có quần nào 70 cân à?
Bởi mà con hiện tại em đang hết hàng đó người đẹp. À có đợi em đi. Quần ghen các chị ơi, quần này là siêu ghen luôn. Cái độ siết của nó rất là nhiều. À, quần này thì nó sẽ phù hợp với bác nào mà mình có mỡ bụng hơi nhiều xíu. Và cặp của nó là cặp cao. Đây này, khi các bác mặc lên nó phải cao tận đây này. Đó, cái loại đấy phải cao tận đây nhé. Và con quần này của em thì nó sẽ có 4 thanh chống cuộn. Nhưng mà thanh chống cuộn nó giấu ở bên trong. Thanh chống cuộn này của em nó rất là mỏng và nó rất là dai, nó kiểu nó dẻo lắm cả nhà. Các bác mặc cái loại quần này nó sẽ không bị cuộn quần và nó sẽ không bị lộ cái đường viền quần ra ngoài. Và cái dòng này của em thì nó là chất liệu đúc. Cái quần này nó mỏng lắm cả nhà, nó chỉ cần ghen, nó chỉ cần dày và nó ghen ở cái phần bụng này thôi. Đó, quần này của em hiện đang bán là 119k một quần. Em hiện tặng các chị trên line này với giá là 95.000. Và cái loại này nha, các bác mặc giảm ít nhất cũng phải là 4 đến 5 cm bụng luôn cả nhà. Chất liệu đúc, mặc rất là mát, siêu xiết luôn. Mặc váy body thì nên mặc loại này cho em. Ok chưa? Comment thì em thì nó sẽ là mã đồ ôm rất là mỏng nhá. Q7 và để lại số điện thoại. Quần này nó sẽ đánh từ size L trở lên. Sẽ có là size L, XL và 2XL. Đó, nó đánh size như vậy chứ nó không đánh size XML đâu bác nhá. L, XL và 2XL, 40 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em. Các bác nhìn em nhìn này, nó mỏng lắm mà nhà. Quần này nó không dài nhưng mà cái độ kiểu co giãn độ 3 của nó này, các bác nhìn em nhìn nó rất là siết luôn. Q7 và để lại số điện thoại. Em có màu kem và có màu đen, 95.000 một quần thôi. Thân dưới của nó là đúc, nó rất mỏng lắm cả nhà. Mà cái loại nó không lộ, nó kiểu như là nó không có đường may cả nhà. Đó, Q7 và để lại số điện thoại, 95.000 một quần. Cho xem lại bảng màu và áo đang mặc. Bảng màu của áo em thì đang mặc đúng không? Con này là S1 nhá, 270.000 một quần và một áo giúp em. Ok, đợi em một tí xíu ạ. Q7 và để lại số điện thoại, 95.000 một quần thôi, 95.000 thôi. Đó, mặc quần lót á, nếu mà để mà nói là quần ghen á, em hiện chỉ có trung thành, một là đúc, hai là cốt tông. Mặc mùa hè cho nó mát chứ mà ghen ghen mà ghen mà nó ghen ghen nhưng cố là em ghét lắm cả nhà, mà nó không có độ ôm đâu cả nhà. Với cả mặc nó bị nóng á. Quần các chị cứ lấy mỏng cho em, quan trọng là nó ghen, nó siết là được. Đó, đây cái set của em thì đang mặc là S1 nhá cả nhà nhá, màu cam, màu trắng và màu xanh. 270.000 bao gồm là một quần và một áo cho em. S1 và để lại số điện thoại. S1 và để lại số điện thoại cho em. Ok, em thì qua mãi nhé cả nhà nhá. Đây, cái chị nào hỏi quần 70 cân, em còn có quần này. Quần 70 cân em có loại này này. Cái loại này rất là đẹp này. Để em lấy cái màu hồng mọi người, lấy cái màu xanh mọi người nhìn cái họa tiết cho nó dễ nhá. Ren như phố ren nhưng mà ren này nó rất là mỏng và ren này nó có độ co giãn nhiều. Đó, quần này rất là xịn luôn. Quần này em thì đang bán là 79.000 một quần. Bây giờ em còn đâu đó khoảng 20 quần, tầm 20-25 quần gì đó. Em tặng các chị với giá là 180.000 cho 3 quần, có nghĩa là 79.000 giảm còn có 60.000 một quần thôi. Đó, bác nào cân nặng khoảng từ 52 cân đến 70 cân là các bác sẽ mặc vừa được cái phong quần này. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q55 và để lại số điện thoại cho em. Q55 và để lại số điện thoại cho em hiện nhé cả nhà nhá. 180.000 cho 3 quần. Quần này cũng là dạng kiểu quần cặp cao, rất là ôm bụng và ôm mông. Đó, quần này cũng là thuộc dạng quần ghen, thành cho bác nào mông to đấy cả nhà. Ok chưa? Comment thì em thì nó sẽ là mã Q55 và để lại số điện thoại cho em. Q55 và để lại số điện thoại. 180.000 cho 3 quần. 180.000 cho 3 quần. Quá là rẻ đúng không bác? Q55 và để lại số điện thoại cho em. Rồi, lên nốt cho các chị một cái con quần. Cái con này thì em không phải giới thiệu nhiều. Lên một cái là các chị gọi là chốt đơn. Quần này comment thì em thì là Q4 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một con quần kiểu như là dành cho những ngày đèn đỏ đấy cả nhà. Bác nào bụng to, mông to, cạp này nó không bị cao quá nhé cả nhà nhé. Đây, các bác ngắm em cái con quần này. Cái bản cạp nó này, co giãn này, bản chun này, cốt tông, ren này nó rất là mềm. Cái ren này mềm lắm. Mặc cái các chị mà đến ngày đèn đỏ cho em, các chị mặc cho em những quần này này, không bị lộ viền. Rồi mặc nó rất là ôm và quan trọng là mặc cảm giác nó không bị lệch băng vệ sinh nhé cả nhà. Khách nhà em phản hồi như vậy đó. Quần này đó, 65.000 một quần, em tặng các chị với giá là 190.000 cho 5 quần. Nghĩa là đợt trước ấy thì lúc đầu tiên khi hàng này loại này mới về, khi cái hàng loại này mới về thì em bán là, cái loại này mới về em bán là 65.000. Em bán là 65.000. Nhưng xong rồi thì em giảm cho các chị, bây giờ em giảm các chị là 45.000. Nhưng mà ngày hôm nay thì em còn vài set thôi. Em tặng các chị là 190.000 cho 5 quần. Có nghĩa là nó chỉ có giá là bao nhiêu nhỉ? 38.000 một quần thôi cả nhà, rẻ một nửa so với giá mà đang bán hiện tại. Comment hãy em thì là Q4 và để lại số điện thoại cho em. Quần này mà không đẹp nhá, cho hoàn hàng về luôn. Em tự tin các chị một điều luôn á.
À chị Hương hả? Em làm chắc phải được 1.5 năm rồi, 1.5 năm rồi. Cái này comment hẹn em Hiền là Q4 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 190.000. 190.000 cho 5 quần. Trời ơi, quần này thích lắm, mặc mát lắm mấy các chị, mặc siêu siêu mát luôn. Q4 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ. Q4 và để lại số điện thoại cho em. Đỉnh của chóp luôn. Q4 và để lại số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Em Hiền qua mã khác nhá. 190.000 cho 5 quần. Nhiều màu lắm này nhỉ. Quần này rất là đẹp. À, quần này thì 48 cân đến 65 cân là các chị mặc thoải mái giúp em. 48 cân đến 65 cân là mình mặc vừa cho em Hiền ạ. Q4 và để lại số điện thoại. Em lên các chị một em áo đệm dày nha các bác nha. Em lên các bác một con áo đệm dày nâng đẩy nhá. Đệm rất là dày và rất là nâng đẩy. Hàng xịn luôn, hàng vip luôn. Con này mặc treo chéo à. Q4 và để lại số điện thoại cho em. Quá bra nào mang với gì? Mang với quần dài áo bra mà mang với quần dài hả chị? Bra mà mang với quần dài hả? Để em tính nhé. Trải rồi, con này mặc cài trước. Con này mặc tắt chéo. Hơi khó cài. Bác nào mua V5 rồi feedback cho em xin cái được không? Tại vì con V5 này người các em nó hơi to ấy, xong rồi em mặc con V5 này nó kiểu nó bị ụ ấy, cảm giác là nó hơi chật chội cả nhà. Bác nào mua V5 nhà em rồi cho em mình xin một cái feedback đi được không ạ? Cho em mình xin một cái feedback cho con V5 này không ạ? Một feedback chân thành cái được không? Đẹp thì bảo đẹp, xấu bảo xấu của em cái, trời ơi con này á. Nhân viên nhà em mặc rất là đẹp, các bạn ngực bé cả nhà, ngực bé mặc lên rất là xinh luôn. Nhưng mà người to thì mặc lên nó bị ụ quá cả nhà. Con này nhá, mẫu này thì là nó là kiểu dáng nửa quả ấy cả nhà. Vậy nên là khi các chị mặc cái con áo này này, cảm giác như là ngực của mình nó được khoe nhiều hơn á. Và cái dòng này nó khoét khá là sâu các chị nhá. Khoét khá là sâu nên là cảm giác là khoe ngực của mình cũng rất là nhiều luôn. Cảm giác là nâng đầy cực kỳ nhiều. Đó. Comment hãy em thì là V5 và để lại số điện thoại cho em. Các chị thích mặc mắt chéo được mà không mặc mắt chéo thì chỉnh lại cái dây cho em. Comment em thì là V5 và để lại số điện thoại nhé. Em còn màu hồng và còn màu hồng màu này gọi là màu đen và màu đỏ cam với em. Cái này là đỏ cam nhé cả nhà nhé. V5 và để lại số điện thoại cho em. Đệm con này là đệm dày những 5 phân. Cái dòng này là cực kỳ nâng luôn. Con này các chị nhận hàng mà kêu là không nâng ngực thì không có con nào nâng hơn đâu ạ. Vì các chị nhìn này, áo thì khoét sâu này, xong rồi dáng nửa quả này, giờ nó gọi là khoe được hết cái vòng một của mình luôn, khoe tối đa luôn. Và đẹp con này nó rất là dày như này thì rất là nâng luôn. Comment hãy em mình là V5 và để lại số lại 280.000 bao gồm là một quần một áo. Hàng này của em nó là hàng cao cấp. Quá đúc mà không gọng không em thì có nhá. V5 280.000. Tiền nào của đấy các bác ơi, xuất sắc lắm. 280.000 bao gồm là một quần và một áo. Con này chỉ dành cho những chị nào ngực bé, ngực to thì không nên lấy nhá. Ngực to mặc lên cảm giác nó nặng nề lắm cả nhà. Ngực to cảm giác nó bị ụ nhiều quá. Áo đầu la là dành cho ngực bé đấy các chị yêu ạ. Comment hẹn em thì là V5 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 280.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. Có 3 mẫu này. V5 giúp em. Ok ạ. 280.000. Xinh lắm. Áo bản lưng to đệm 2 phân. Áo bản lưng to đệm 2 phân em có mã này. Có, chị Nguyễn Thị Mai có nhìn thấy chị mà. Em không kịp đọc comment. À các chị ơi, V5 thì em hiện đã có size 34, 36 và 38 nhé cả nhà nhá. V5 có size 34, 36 và 38. Cái mã đầu line là S26 200. Mã đầu line là S26 200 bao nhiêu nhỉ? 290.000. Lên áo bra hổ lưng, áo bra hổ lưng em nhìn hết hàng rồi người đẹp ơi.
Cái mã đầu line là S26 nhá, 290.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. Quần áo nào đẹp dày ôm hết ngực nâng đẩy tốt. Em vừa mới lên con V5 xong chị, vừa mới lên con V5 tức thì xong. Có bra nào dài cặp quần em hết bra rồi các bác ơi, của bra được lấy hết hàng rồi, tiếc lắm. Đây, con này đẹp dày 5 phân và nâng nhiều ơi là nhiều đấy. Chốt con này đi chứ còn gì nữa. À, đẹp này, đẹp là như thế này, 5 phân luôn, dày ơi là dày, mút rất là mềm này. Con này là nâng đẩy tuyệt đối luôn các chị, 280.000 một quần và một áo giúp em. Hàng này hàng đẹp đó các chị ơi. Rồi tiếp theo, đây ạ. Cái gì? À, áo mà hồi tối à, hình như hết hàng rồi Nguyễn Thị Mai ơi. Kết book hình như hết hàng mất rồi ạ. Con này hết hàng rồi, chắc là hẹn các chị khoảng con em cái con 280.000 là con V5 là con này đang có giá là 280.000 và con này nó không có gọng nhá. Để em hỏi nhân viên nhà kết book. À, kết book hết sạch hàng rồi các bác ơi. Kết book hôm qua nó chỉ có mấy hộp thôi hết hàng rồi ạ. Cái đấy thì hẹn bác vài ngày nữa thì em sẽ có hàng nhá. Ngày hôm qua lên được đúng 2 phút thôi, chưa được kịp được 2 phút thì con em nó réo em, thế nên là em mới giờ đây em có giới thiệu khách hàng, thế nên là mọi người chốt ở trong inbox rất là nhiều rồi, nên bây giờ em hiện tại em cũng đang bị thiếu hàng. Các mọi người lại đợi hàng cho em nhìn nhá, thông cảm cho em với. Rồi, cái này comment thì em thì là V9 và để lại số điện thoại cho em các bác ơi. V9 và để lại số điện thoại cho em. Con áo này là đệm 2 phân nhá. Gọng của nó là gọng réo. Mặc cái loại này nó sẽ có độ nâng nhẹ nhàng thôi. Nên là bác nào mà thích kiểu nâng nhẹ nhàng, không thích nâng quá nhiều với cả nhà, mút tầm 2 phân nhá và có gọng dẻo. Bản áo của nó là bản đúc như này. Mặc con này mát lắm cả nhà, form rất là mát luôn, tuyệt vời luôn ạ. Mã là V9 và để lại số điện thoại đây. 175.000 bao gồm là một quần và một áo. Màu vàng này, màu đen này, màu xanh này. Và màu này của em nó sẽ là màu hồng nhá. Cái màu ok, đợi em xíu em mình lên nhá. Đợi em xíu ạ. Comment này em thì là V9 và để lại số điện thoại cho em hiện ạ. 175.000 bao gồm là một quần và một áo cho em. Đây ạ, V9 và để lại số điện thoại cho em. 175k. V9 mút mỏng 2 phân có gọng dẻo. Nâng ngực rất là nhiều luôn. Đây, các bác nắm hãy em nhìn cái mẫu này. Con này là dành cho bác nào mà không thích quá dày nhá. Thích vừa xinh xinh thôi. Đó, mã là V9 và để lại số điện thoại cho em. 175k. Một quần và một áo. V9 và V9 ạ. Rồi, cái con đầu like hôm qua em mặc đúng không? Mà em không kịp like đúng không? Đây bác nha. Đây. Chính là em này đúng không chị? Chị hỏi em này đây đúng không ạ? Mã của nó là S26 nhá người đẹp nhá. S26 và để lại số điện thoại cho em. Đây. S26 và để lại số điện thoại. 200 bao nhiêu nhỉ? 290.000 một quần và một áo. Cái này của em thì là có gọng và đệm của nó là đệm dày 3 phân. Thì lên áo của bra hở lưng hết hàng rồi á. Đừng hỏi bra vào cái tầm này cũng được không, sốt ruột lắm. Nó hết hàng mất rồi các bác ơi. Comment này em nhìn nó sẽ là mã S26 ạ, một quần và một áo cho em. 200 đệm con này đệm 3 phân có độ nâng đấy bác, con này là nâng ngực đấy. 290.000. Đây ạ, cả quần và áo có 3 màu nhá, màu đen, màu đỏ và màu trắng. Em rất là thích cái dạng kiểu quần như này, lưới lưới này các chị này. Lưới lưới này, mặc thích lắm cả nhà. Đó. Lưới này mặc rất là thích luôn. Em thích cái phong quần này lắm. Từ ngay cho em xem phong quần này. S26 ạ, em bán theo cả set nhá, 290.000 một quần một áo cho em. S26 và để lại số điện thoại. Đó. S26 để em ngắm xem lên con gì, để em còn con gì đồ màu ra, em chẳng còn có gì đồ màu ra các chị ơi. Thật là đau lòng. Ê, em có con này dành cho các bác nào mà ngực to làm ngực này. Ngực to là muốn mặc áo su trơn này. Và trơn các bác lấy con áo này cho em này.
Ôi các chị ơi, các chị mua cả quần và áo, các chị mua cả quần và áo mặc cho đẹp các chị ạ. S26 các bạn để lại số điện thoại cho em nhé. À em vừa mặc là S26 các chị ơi. Các chị ạ, mua cả quần gá mặc cho nó xinh, đừng có tách set ra. Mặc cả quần gá cho đẹp nha. Tiếp theo, comment thì em để là bộ loang và để lại số điện thoại cho em. Bộ loang và để lại số điện thoại cho em. Bộ loang nha các chị nha. Bộ loang và để lại số điện thoại. Con này là dành cho những chị nào mà mình có ngực to, ngực trẻ trẻ mà mình muốn mặc trơn trơn đấy, sơ mi đi làm các kiểu đó. Đó thì các bác chốt cho em cái này, su này nó nhẹ lắm cả nhà. Su này rất là mềm và nhẹ nha. Bộ loang này là mẫu mới của năm nay. Em có màu vàng này, có màu này gọi là màu đỏ này, màu đen này và màu xanh này. 290.000 bao gồm là một quần và một áo. Comment thì em hiện nó sẽ là mã S20 à, bộ loang và để lại số điện thoại cho em. Cái hộp dán ngực ngày hôm qua thì em nhìn hết hàng rồi. Comment thì em nhìn là S20 à, bộ loang chứ em xin lỗi, bộ loang và để lại số điện thoại cho em. Cái dòng này là có gọng nhá. Em cái hộp dán đấy còn không, hộp dán đấy hết rồi. Làm gì còn nữa đâu. Hộp dán đấy ngày hôm qua lên hết rồi bé kẹo, đợi hôm nào về hàng em lại báo nhá. Chẳng còn hộp nào cả. Hôm qua lên cái hết sạch luôn. Bộ loang và để lại số điện thoại cho em nhìn ạ. Em còn cái nào đây? Có cái áo này rất là xinh này. Áo này dành cho bác nào mà mình có ngực rồi ấy. Bộ loang mặc đẹp lắm. Em rất là thích cái bộ màu vàng luôn. Nên các bác cái con này dành cho bác nào mà độ loa nhá. Có loa xinh nhá. Quay chốt cho em con này. Cho là cho thế nào? Các bác có thể ngừng hỏi áo bra được không cả nhà? Em sốt ruột lắm. Áo bra em hết hàng rồi. Em còn để ngày mai xem còn cái nào em up nốt nhé. Bây giờ nó bị lẻ còn 1-2 cái, nó toàn xe to em không có mặc vừa ấy. Tiếp theo. Đây ạ. À. Con này dành cho bác nào mà độ ra hay là loa to nha các bác nha. S9 và để lại số điện thoại giúp em. Em có màu hồng này, màu ghi này, màu đen này, còn 3 màu này, cả quần và áo. Các bác nhìn lại em cái dây nhá. Cái dòng này của em thì là có gọng và không có mút. 280.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. Mã là S9 và để lại số điện thoại. 280.000. Kết quả cái áo này đẹp đúng không cả nhà? Dây xinh ơi là xinh luôn. Sexy. S9 và để lại số điện thoại cho em ạ. S9 với em 200 bao nhiêu nhỉ? 280.000. 280.000 bao gồm một quần và một áo giúp em. Bây giờ lên một con hàng dày dày nhá. Từ nãy giờ lên hàng mỏng nhiều quá. Con này em chỉ còn 34 và 38. Có bác nào mặc vừa cái size 34, có bác nào mặc size 34 và 38 thì chốt cho em con áo đây này. Ngực bé mà con này rất là nâng luôn. Ngực bé mà em này rất là nâng nha. Chế độ loa ở đâu cho em xin địa chỉ. Em nghĩ là bây giờ nhá, bây giờ là mình phải chuyển thêm một cái nghề nữa, mình phải làm thêm một cái nghề gọi là nghề tư vấn độ loa. Cái nghề là nghề tư vấn độ loa. Thế nhưng nha, mình tư vấn rất là thật lòng thì các bác có thể là khi mà các bác độ loa về á, loa của các bác xinh ý, bác nào mà đi độ loa nhá, đi độ loa mà được em tư vấn á, thì các bác có thể trích phần trăm cho em được không? Cho em gọi là một chút là tiền nước nôi được không? Được không hoặc cả nhà? Nếu mà loa không đẹp thì thôi, mà loa đẹp thì cho em xin một tí tiền nước nôi được không? Rồi, mẫu tiếp theo, comment của em hiền là C33 có đệm không? C33 đệm nó rất là mỏng. Cái này comment của em hiền là C9 và để lại số điện thoại cho em. Màu đen mới cầm là con S9 nhá cả nhà nhá. Con này là dành cho bác nào mà đi độ loa về rồi đó. Độ loa về rồi phải lấy cái này. Loa đẹp đúng không? Loa loa đẹp đùa đấy ạ. À. Em làm của bác sĩ Minh Nghĩa ở bệnh viện Sanh Pôn đó chị nhá. Minh Nghĩa chị gõ là cái gì, bác sĩ thạc sĩ rồi cái gì của Minh Nghĩa ấy. Ở bệnh viện Sanh Pôn là nó sẽ ra bác ấy gọi là chuyên tạo hình bụng, à hút mỡ bụng, tạo hình bụng và độ ra. em thấy là hai cái đấy là bác làm là ok la nhất nha.
Rồi mẫu tiếp theo này, comment thầy em hiền nó sẽ là mã comment thầy em hiền nó sẽ là mã C9. Con này dành cho những bác nào mà loa gọi là loa bé đấy cả nhà. Loa bé thì chốt sơ hộ em hiền cái này. C9 và để lại số điện thoại cho em. Áo này là đệm dày những 4 phân cơ. Con này mút thì nó rất là dày nhá. Và gọng của nó là gọng dẻo. Thì đối với những chị nào mà ngực bé cả nhà và mua áo mùa hè thì em hay tư vấn là mọi người nên chọn cho em những cái bản áo đúc như này này. Mặc cái bản này không hề thô đâu nhá cả nhà nhá. Cái bản này nó rất là co giãn và rất là mát luôn. Gọng của nó là gọng dẻo, đệm 4 phân, rất là nâng ngực. Comment của em hiền nó sẽ là mã C9 và để lại số điện thoại cho em. C9 và để lại số điện thoại. Em có màu xanh, màu cam và màu đen. Áo này chỉ đang có giá là 169k. Và cái hàng này nó là hàng cao cấp ấy cả nhà. Các chị nhìn cái form này thôi nhưng các chị nhận hàng về cái áo nó rất là chắc luôn đó cả nhà. Áo chắc lắm, cái form áo lên rất là đẹp. Comment thấy em thì là C9 và để lại số điện thoại. Em còn 34 và 36. Em tặng các bác với giá là 169k một áo. 34 và 36 hiện tại 34 và 38 em xin lỗi ạ. 36 đang bị hết hàng. Còn 3 mẫu này, C9 và để lại số điện thoại cho em. Và con này này, vừa nâng đẩy này, ôm form này, mềm, mát, thoải mái, 169k. Mã là C9 và để lại số điện thoại cho em. C9 và để lại số điện thoại, 169k một áo, 34 và 38 cho em. C9 ạ. Có bra đệm 2-3 phân không? Bra hiện tại em hiện đang không còn bra các bác ơi. Hiện tại em hiện không còn bra luôn đó cả nhà. Không còn luôn á, dạo này nghèo quá. Bra nghèo quá. Em không có còn bra, còn em lên ngay luôn á, nhưng mà hết bra rồi. Này em không còn bra, đau lòng quá. Rồi tiếp theo này, em lên cho các bác một em áo đây, lên các chị con này mút mỏng à, mút dày nhá, dáng được quả mút dày nâng đẩy nhá. Dáng nửa quả mà mút dày nâng đẩy này. Chốt nhanh gọn lẹ cho em con này. C49. Dáng nửa quả các chị ạ. Ngực bé thì cứ mặc cho em những cái dáng nửa quả và mút nó phải mềm. Có gọng một tí xíu thì càng ok, mà không muốn mặc hàng gọng thì mặc hàng gọng dẻo cho em. Comment này thì là C49 và để lại số điện thoại lên. C49 và để lại số điện thoại. Đệm 3 phân, nâng đẩy ngực. Rất rất là nâng luôn, đệm này. Đó. Đệm rất là đẹp luôn và dáng nửa quả nhá. Mã của nó là C9 và à đâu? C49 và để lại số điện thoại. Em có 4 màu này. Màu xanh là 1, màu trắng là 2, màu đen là 3 và màu da là 4. 139k một áo thôi. Áo này em tặng các chị giá siêu tốt luôn, 139k. Mã là C49 và để lại số điện thoại. 139k cho một áo size 34, 36 và 38. Form này rất là đẹp luôn, áo này em thì đang xả cực kỳ rẻ cả nhà. C49 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá. À con này là gọng cứng ấy cả nhà. Và cái dòng này thì nó là dáng nửa quả nhé, em thì nói là những cái áo mà nửa quả và áo quả ngang đấy, mặc thì luôn luôn có cái độ gọi là ôm ngực. Nó rất là ôm ngực và nó nâng đẩy nhiều. Đó, C49 nhá, 139k. Ngực bé, em này là dành cho các chị ngực bé nha. Ngực bé thì mặc được, còn ngực to các bác có thể tham khảo sang cho em. Cái con này cũng rất là xinh này. Ngực to mà mình làm được rồi thì mặc em cái hàng mà không có mút đi. Cho nó blend đi. C49 ạ. 139k. S8 và để lại số điện thoại cho em. Mã này ở đây có chị nào mà dưới 50 cân không ạ? S8 và để lại số điện thoại cho em ạ. 280.000. Cái dòng này dành cho bác nào mà độ loa nhá. Nó có không có lớp mút nào cả. Bra không rộng. Chắc lần này phải về thật là nhiều bra. Bra quá trời hỏi nó mà không có hàng.
Màu trắng là 1, màu da là 2, màu đen là 3 và màu đỏ là 4 ạ. Comment lại em thì nó sẽ là mã S8 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ. Con này xinh lắm cả nhà. Mặc lên nhẹ tây nhỉ, không bị đau một tí xíu nào nhá. 280k bao gồm là một quần và một áo giúp em. À, các chị hỏi quần lót đúng không? Quần lót thì bây giờ em còn rất là ít mẫu nhé. Em đưa lại những cái mẫu quần lót cho các chị xem. Em có những cái loại như thế này. Đây, em có cái con này. Con này còn có bao nhiêu set? Đây, 5 set cuối cùng. Q75 và để lại số điện thoại cho em. 5 set cuối cùng. Em tặng các chị giá là 175.000 năm quần. Dưới 60 cân các chị mặc vừa gen. Gen này khá là mềm nha cả nhà nhá. Q75 và để lại số điện thoại gen. Gen rất là xinh luôn, 175.000 năm quần. Dưới 60 cân các chị mặc vừa gen. Còn 5 set nữa là hết. Q75. 175.000 năm quần. 175.000 năm quần. Rất là đẹp. Q75. Em thử cái màu trắng ạ. Em thử cái nào màu trắng ạ. Q75 để lại số điện thoại cho em, quần lọt khe này. Q56 và để lại số điện thoại cho em. Cũng 175.000 năm quần, quần này lọt khe nhá, dưới 60 cân các bác mặc vừa cho em. Đây là mặt trái quần. Q56 175.000. Đá nhá. Đây. Q56 và để lại số điện thoại cho em. Tiếp theo, con quần này Q1 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em tặng các bác với giá là 160.000. 160.000. Đây. 160.000 cho 5 quần. Ngắm hộ em đi. 160.000 5 quần. Rất là đẹp luôn. Đó. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q1 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ, Q1 và để lại số điện thoại cho em. Đẹp chưa? Xinh chưa? Xinh chưa? 160.000 năm quần. Chị nào có cân nặng khoảng dưới 50 cân thôi nhá. Bác nào dưới 50 cân là mặc vừa cái con quần này cho em. Sexy đúng không ạ? 160.000 cho 5 quần. Tính ra nó rơi vào khoảng 32.000 một cái thôi. Q1 và để lại số điện thoại cho em. Dưới 50 cân là các chị mặc vừa cho em. Còn dưới 50 cân thế là nhé nhá. Đó, quần lót em cũng lên hết ở đây này. Em còn cái con quần gen này này. Đây, em lên các chị con quần quần gen nhé. Quần gen. Ôi, mẫu nhà em còn rất là nhiều nhé. Chứ không phải là ít mã nha các bác nhé. Nhưng mà mỗi tội là nó cứ bị lẻ sai. Đây. Đây, quần ghen đây. Quần này mặc siêu mát luôn. Mặc cho em áo giấu quần. Mặc cho em với những cái váy xòe. Bác nào mới sinh em bé xong mà kiểu mặc đai lại, kiểu đeo đai latex thì khó chịu ấy. Đeo đai thì khó chịu thì nên mặc cho em cái loại này. Rất là tiện luôn, nó cũng là một cái dạng như quần đai nhé cả nhà nhá. Đó. Quần này comment cho em thì nó sẽ là mã quần ghen và để lại số điện thoại cho em. Quần gen và để lại số điện thoại nhá. Quần này là 129k, tặng các chị giá là 99k một quần thôi. Chất liệu đúc này, siêu gọn luôn và gen hết cái phần bụng dưới nhá. Cái loại này em hiện bán gọi là số lượng gọi là N quần rồi đấy cả nhà. Quần gen và để lại số điện thoại, giá tốt thì chỉ có khẳng định là giá mình nhà em có giá tốt thôi. Em có màu kem và có màu đen, có size M, size L, XL. Quần gen và để lại số điện thoại 99k một quần. Bác nào hay mặc váy body thì phải có, mặc váy xòe thì phải có con này, mặc áo dấu quần phải có con này cho em. Má là quần gen và để lại số ạ. Quần này là khách nhà em toàn mua để mặc đi tập gym đó. Quần này mặc không sợ lộ ngã ba ngã tư đâu. 99k cho một quần có hai màu nhé cả nhà nhá. Màu kem và màu đen. Dáng lên rất là đẹp. Gọn đấy cả nhà. Siêu gọn nhá. Quần gen và để lại số điện thoại đen. 99k cho một quần. Giá quá rẻ. 99.000 ạ. Có size ML, XL với cả nhà nhá. Quần này nó sẽ không đánh size S đâu. Tất cả hàng Quảng Châu thì không có size S cả nhà. Đều đánh là ML, XL. Rồi tiếp theo sẽ mặc cho các bác một em áo nâng đẩy nhá.
em này, comment này em thì nó sẽ là mã V21. V21 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ. V21 và để lại số điện thoại. Đệm giày 4 phân. Rất rất là nâng ngực luôn. Có gọng nhá. Em còn 4 màu, con này là hàng cao cấp, mẫu này là mẫu mới cả nhà. Màu đen là 1 này, màu đỏ là 2, màu trắng là 3 và màu đen chữ là 4, đen trơn và đen chữ nhá. 290.000 dáng thể thao. Và các bác biết không, con này là rất nhiều bạn hot girl mua cái mẫu này xong rồi mình mặc kiểu mặc đi biển đấy, check in ở biển khá là đẹp luôn. Trời ơi, nhìn gọi là sexy lắm luôn đấy cả nhà. V21 nhá, đệm dày nâng đẩy. Nên là bác nào có ý định là mua áo để mặc đi biển đi, có thể mặc cái tận dụng con này được. Rất là xinh luôn. V21 và để lại số điện thoại cho em liền ạ. 290.000 một quần và một áo cho em. V21 nha các bác nhá. Đó, em thì đang có 4 màu này. Màu trắng là 1 này, đỏ là 2, đen trơn là 3 và đen chữ là 4. 290.000 một quần và một áo cho em. V21 và để lại số điện thoại. Em sẽ lên cho các chị một con áo ướt nhá. Áo này là lên vì con áo này nó đẹp thì lên thôi. Chứ hiện tại con áo này nó cũng đang bị sắp hết hàng rồi. Và cái mẫu này thì em sẽ không về hàng nữa. Thế nên là nếu như mà bác nào đã mua áo đúc nhà em rồi, bác nào đã bồ kết con áo này, đã một lần trải nghiệm em áo này rồi thì tranh thủ chốt đi. Vì sẽ không bao giờ có cái giá rẻ hơn nữa đâu và em sẽ không về hàng cái mẫu này nữa. Vì lãi có 10.000 thì bán làm cái gì? Mình phải lãi 50-100 mới nhanh mua được biệt thự. Chứ bán cái áo mà lãi có 10.000 này thì bán làm cái gì? Một em áo đệm 2 phân không gọng mút mỏng. Nó phải là không phải là quá mỏng, không phải là quá dày nhá. Nhưng mà dòng của quảng ngang này, áo đúc này mặc rất là mát luôn. Sờ cái là mắt lim luôn cả nhà. Sờ cái là mình muốn mặc ngay tức khắc luôn. Em còn 34 và 36 thôi, hết 38 rồi. Áo này là đẩy ngực từ hai bên này này. Nó rất là đẩy ngực và tạo khe nhá. Riêng con áo này là siêu siêu tạo khe luôn. Comment thì em thì nó sẽ là mã áo đúc và để lại số điện thoại cho em. Em tặng các chị con áo này với giá là 159k một áo. Em lại đúng 10.000 con áo này. Em còn 34 và 36, em còn một ít thôi. Em sẽ không về hàng mã này nữa. Áo đúc và để lại số nợ nhá. Áo này các chị hoặc quay được. Rất là đẹp, em còn 3 màu này. Đó, có cái nào để vừa mà dễ chịu không chị ơi, chị lấy. Chị Quy Sabi ơi, chị mặc size 38 hay sao nhở? Phải chị mặc 38 không? Nên chỉ còn 34 và 36 thôi. Còn mỗi 34 và 36 thôi, rất là đẹp. Lâu lắm rồi, mới được đọc tên của chị đó. Lên con nào tưởng tượng như con C9 rồi, đợi em một tí xíu nhá. Comment thì em mình là áo đúc và để lại số thoại cho em, còn 34 và 36, 159k một áo, có 3 màu này. Áo đúc và để lại số thoại cho em. Lên con nào tưởng tượng như con C9 nào. Đây, tưởng tượng như con C9, em có con V8. Đây, con này còn nâng đẹp hơn cả con VC9 luôn ạ. Rất rất là nâng luôn ạ. Để em xíu nha. Mã là V8 và để lại số điện thoại cho em. Đây, V8 và để lại số điện thoại cho em mã này. Nâng ngực nhiều nhá. Con này là siêu siêu độ ngực nhá. Ngực bé mặc được, ngực to không nên lấy. Đệm em này là đệm giày những 5 phân và rất là nâng luôn. Comment này em thì nào sẽ là mã V8 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu cam là 1 này, màu kem là 2 này, màu xanh là 3, màu nâu là 4 và màu đen là 5. Con này bây giờ em chỉ còn một ít thôi. Em tặng các chị giá là 175.000, bao gồm là một quần và một áo giúp em. Đây quần của nó đấy. Con này cái dòng nó rất là nâng luôn, cái màu tím này rất là tôn da nhá. Siêu nâng dành cho những chị nào ngực bé. Comment hãy em điền là V8 và để lại số điện thoại cho em. Lớp lót này. V8 và để lại số điện thoại cho em ạ. Đây. 175k. Một quần và một áo cho em. Quần gen của em thì đang mặc, chỉ cần comment này em thì là quần gen và để lại số điện thoại nhé. Quần gen và để lại số điện thoại cho em là lên đơn rồi. Ok chưa? Comment hãy em thì nó sẽ là mã V8 và để lại số điện thoại cho em. V8 ạ, 175.000 một quần và một áo cho em.
V8 đây ạ. Màu cam nhá, màu kem này, màu xanh, màu nâu và màu đen. Và màu này của em thì sẽ là màu tím. 175.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. V8 và để lại số điện thoại. Ok. Áo bút mỏng ấy hả? Con này là một cái em áo gọi là siêu phẩm nâng đẩy nhá. Rất là nâng luôn, chỉ bằng váy thì mặc được to không nên lấy. Miếng dán tối qua hết rồi người đẹp ơi. Quá nào nâng ngực mà mỏng mỏng hả? Nâng ngực mỏng mỏng, em có con áo đúc ấy, nó mỏng nhưng mà nó nâng nhiều lắm. Mỏng đa số thì nó sẽ tạo khe nhiều hơn hay là nâng, hoặc là em có con C1 này này em. C1 này này các bác ơi. C1 của em cũng là đệm 3 phân đó. Con này là hàng hoa hậu nâng đẩy đó. Mỏng thôi nhưng mà rất là nâng luôn á. Con này mà chưa ai chê về nhận hàng, người ta kêu là mỏng như này nhưng mà mặc lên nó nâng và nó ôm ngực lắm. V8, 34, 36 và 38 ạ. Mẫu nào em cũng sẽ có size 34, 36 và 38 nhé bác nhá. Đây. Con này mà chẳng nâng à? Con này nâng quá ấy chứ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mã của nó là C1 nhá. C1 và để lại số điện thoại cho em. Siêu siêu nâng luôn. Không có gì thì mặc con C1 này này chị này. Nó cái độ của nó là độ nâng rất là ôm ngực luôn á. Con này là đẹp 3 phân, không bị dày quá mà cũng không bị mỏng quá. C1 và để lại số điện thoại cho em. Nếu mà cả quần nhá, quần thì em chỉ còn mỗi màu kem và màu nâu thôi. Mua cả quần cái áo này giá của nó sẽ là 175.000. Mà mua lẻ áo giá của nó chỉ 140.000 thôi. Con này em thì đang xả và em sẽ không về hàng mã này nữa. Con này em thì là C1 và để lại số điện thoại. Cái màu rêu rất là tôn da luôn cả nhà. Màu rêu này, màu đen này, màu cam này, màu kem này và màu nâu này. C1 và để lại số điện thoại cho em. 140k, một quần và một áo cho em. C1 nha các bác nhá. 140.000, 34, 36 và 38. Đây. Mút 3 phân có gọng dẻo. Ngực của nó rất là ôm luôn. Xinh ơi là xinh. 140k. C1 ạ. Cái màu này đẹp đó chị. Siêu ôm và siêu nâng luôn. Rồi ok, lên một con gọi là sexy một tí xíu nữa nhá. Cái này quả rất là sâu. Con này là S33. Cho em tiền xin thử số đo của mặc 36 là vừa đấy chị. Đây. Cái quả này cũng rất là đẹp nhá. Quả này khá là sâu luôn. Con này sẽ chỉ dành cho những bác nào mà mình ngực mình to, ngực mình chảy xệ, mà muốn tìm những cái quả mà sâu sâu mà ôm ngực gọn ngực ấy. S33 và để lại số điện thoại cho em. S33 nhá. 290.000. Bao gồm là một quần và một áo gem. S33 và để lại số điện thoại gem. S33 và để lại số điện thoại gem mã này. Đây. S33 và để lại số điện thoại gem. 290.000. Bao gồm là một quần và một áo. Mã là S33. Cái này em còn màu đỏ, màu đen và màu trắng nữa các chị yêu nhá. Cái quả này xinh lắm cả nhà, cái quả này nó kiểu như là sâu ấy. Thế là chị nào ngực to chia sẻ vào quả này, em đảm bảo chị luôn là rất là ôm ngực luôn. Đây quả áo nó sâu lắm, cả quần và cả áo. 290.000. Một quần một áo, cái quần rất là đẹp. Quần này giống quần S26 ấy. S33 và để lại số điện thoại cho em. Đó. Có bán quần em, quần em thì đang mặc là quần gen nhé bác nhé. Quần này là quần gen nhé. Quần này siêu gen luôn đó. Gen bụng mặc với cả váy xòe cho em hay là áo giấu quần cho em thì rất là ok. Quần này chỉ đang có giá là 99k một quần thôi. Em có màu kem và có màu đen nhé. Mã là quần gen và để lại số điện thoại gen. Em còn chưa quay video con quần này nữa. Bán gần hết rồi chẳng up ảnh lên. Quần gen và để lại số điện thoại gen mình đã 99k cho một quần. Chắc có khi sau khi kết thúc livestream là phải quay cái video với quần này rồi. Bán gọi là đến gọi là biết gọi là mấy bạn quần rồi mà chưa quay một nổi một cái video con quần này.
Có bộ nào mặc mùa hè mà mát mà đang đẩy về xương ngực bé không ạ? À? Mùa hè mát đang đẩy về xương ngực bé, em nghĩ là mặc cho em áo trơn thôi, cũng như là mình tự phối thôi. Các chị, em có con áo lúc này mặc rất là mát này, nó khá là nâng ngực luôn, có 139k thôi. Mã của nó là C12 đấy bác, C12 này. Em có màu đen là 1 này, màu hồng là 2 này, màu này là màu xanh là 3 này, màu ghi là 4 này. 139k một áo. Con này là đệm dày, đệm dày những 4 phân và nó nâng ngực nhiều, rất là nâng ngực luôn và không đường may. Thì chị mặc cho em con này thì nó sẽ mát nhé, rất là mát luôn. Áo nâng mặc áo dài đây, mặc áo dài, mặc áo này cho em Hiền. Đấy, C12 và để lại số điện thoại cho em, 139k. Hai loại đều là không bị cuộn vải hả? À, cái quần ghen đúng không? Bác hỏi quần ghen đúng không? Cái loại này thì không bị cuộn đâu, yên tâm đi, ngồi xuống đứng lên em đảm bảo các chị em có hai loại quần ghen không bị cuộn nhá. Cái này con bên em thì là C12, 139k, 139k một áo. Em còn 4 màu như thế này, ngực bé các chị mặc loại này cho em nó. Các chị ạ, các chị giặt máy giặt cho em thoải mái, không sợ bị hỏng form đâu nhé. Có 139k thôi. Mã là C12, siêu đẹp đó. Còn nếu như là để phối con quần này thì em có cái áo này, quần lúc à. À phối áo này với con quần này, em có con quần lúc này mặc rất là mát này. À, mùa hè rồi các chị mặc cho em cái loại chất lúc và chất cốt tông ấy, thì em có cái loại quần này này. Quần này em chỉ có size cho người từ 48 cân. Bác nào cân nặng từ 48 cân cho đến 65 cân là mình mặc vừa loại này cho em. Cạp cao này, không đường may này, không bị lộ viền này, rất là ôm bụng và ôm mông này. Em đang xả con quần này còn có 130.000 năm quần. Lấy thì comment thì em mình là quần đúc và để lại số điện thoại cho em. 130.000 năm quần và nhớ em Hiền nhá, từ 48 cân đến 65 cân là mình mặc vừa, dưới 48 cân thì không lấy thì nó bị hết size rồi. Hoặc là các chị có thể lấy sang cái con quần Q4 này. À, mùa hè thì em hay tư vấn cho mọi người là sang quần đúc với cả quần quần cốt tông nhiều hơn. Đó, mặc những cái loại này nó rất là mát và đa số khách nhà em đều là những các bác mà kiểu như là mình cũng có chút mỡ bụng rồi, tại vì đa số đều là khách văn phòng hay là những chị mà cũng đã lập gia đình rồi, nên là em hay về những cái loại quần như này. Nhìn có vẻ là hơi già dặn một tí xíu nhưng mặc lên nó rất là mát và quan trọng là nó ôm bụng và ôm mông gọn bụng gọn mọng, và mình mặc cho em những ngày đèn đỏ, cái bản quần mặc cho em những ngày đèn đỏ nó không bị lệch băng vệ sinh, rất là đẹp luôn. Cái này là Q4 và để lại số ạ, 190.000 cho 5 quần, bây giờ là có 38.000 cho một con quần này thôi. Đó, siêu rẻ luôn, Q4 nhá cả nhà nhá. Đó, số lượng thì em còn không nhiều lắm hết cả nhà. Vì các cái qua đợt này hàng đang bị đóng biên tắc biên rất là nhiều nên em cũng không về được hàng. Rồi ok chưa? Q4 và để lại số điện thoại cho em. 190.000 cho 5 quần. Đó, cái áo của em thì đang mặc là S33 nhá cả nhà nhá. S33 và để lại số điện thoại cho em. Quần ghen của em thì đang mặc là có 99k một quần nhé. Bác nào lấy thì comment nốt để em xin phép cả nhà em thì dừng like, vì bây giờ cũng 2 giờ rồi. Cái khung giờ live stream của em sẽ là 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều. Cứ đến 2 giờ em phải tắt like để các bạn nhân viên nhà em, các bạn ấy còn gọi điện chốt đơn nữa cả nhà. Và nên là sau khi em Hiền kết thúc live stream một cái là các bác nhớ để ý điện thoại nghe máy luôn trong buổi chiều ngày hôm nay, để nhân viên nhà em các bạn ấy sẽ gọi là lên đơn, gửi luôn đơn luôn cho mình nhé cả nhà nhá. Mã này là S33. S33 290.000. Rồi, em hiện đang còn rất là nhiều mẫu mà trên một cái live em thì một tiếng rưỡi em không thể nào live hết được. Nên là hẹn các chị vào tối ngày hôm nay hoặc là khung giờ live stream thì em sẽ là 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều và 9 giờ 30 tối cho đến 12 giờ đêm, thì mình sẽ hóng vào cái thời gian đó giúp em để mình săn sale nhé. Vì là khi các chị mua hàng trên live thì sẽ giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều khi mọi người mua hàng ở inbox. Và bây giờ thì em cũng xin phép cả nhà, em sẽ dừng live đây và hẹn các chị vào buổi live sau. Chắc là ngồi phải đứng chụp ảnh với cái con loại quần này một tí xíu. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.